toàn bốn mùa âm dương tiết thảo lòng chi thành cầu đạo cầu bình an quả thực dâng lên đắng trà nghi quả thực dâng lên đi lòng tim bái thỉnh Chúa tiền đi ngự chung cung cửu tiêu chính vị ngự trên trời sở chi bốn phương trong sáng như gương như lòng trông nghi trong sáng như gương nghi thần thông biến hóa nghi sửa sang nghi con đời thiên tiên cung thỉnh mời thánh mẫu đệ nhất thiên tiên tăng phóng chế thắng đàn duyên ngự về hàn thái thôn quê đất phủ dày hàn thái nghi thôn quê lượng ngang sản nhiệt pháp sinh mùng quân sư phật hải ngồi tận giao văn tùy sứ kết từng vật thành nghi phương ngân sư phật nguyên tam thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát ni sa lan thanh ra hồi cung mùng ba tháng thìn giờ dần ngày mùng ba tháng thìn đi đôi 11 tuổi sẽ duyên đi trần phàm đệ nhị địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên vốn xưa sinh thành trong đền sùng san kể tụng quy y tô tất đế đầu diệt định lệ tất câu chi ngã kim sơn tán tài chuẩn đề suy nguyện từ bi tùy xa hộ nam bồ tát đa nâng tam diệu tam bồ đề câu chi nâng đa diệt tha ăn chết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha ăn chết lệ chuẩn đề sa bà ha ăn chết lệ chuẩn đề sa bà ha nghi sa lan thanh ra hồi cung xuống thoại cung mi có nhà lệnh tổng mi vốn con dòng mi danh ông mi kinh xuyên đi thế việt xa truyền xưa nay thế việt xa truyền giới nhang định nhang giữ tuệ nhang giải thoát chi kiến nhang quang minh vân đài biện pháp giới công sừng bề phương vô lượng phật hương tàn nhiệt lô phân bảo định chúng chiên đàn trầm nữ chân tham cũng hương nhiên liệu nhiêu liên hoa độc chư phật bồ tát hạ tiên cung thánh lương sơn la hắn nạp tự nhân san cung thanh lương sơn la hắn nạp tự nhân san cung thanh lương sơn la hắn nạp tự nhân san cung sa lan thanh ra hồi cung tôm nước một nhà vị lan đi tôm nước nghi một nhà nhìn vì cây ngọc mi buồn mà nghỉ la xanh nghỉ xuống kiên thành cô thường cần phải nghi ngập lòng trời lại ai ý nghĩ lòng sân chiến bao phút thấy mộng thần đi sao xa đôi vị nghi phu nhân đi nghĩ mơ mà nghĩ trên non đảo nghĩ đùng mì đùng gió quân đình nghe dược nghe sớm quần quần ní nghe mấy lòng lâu đài càn vị chính cung đào tiên mê đuôn ở non bồng người
non bồng người khai hoa. Truyền phán các quan vương vô vi, truyền văn các quan tả cư hữu đồi, phân ban hai hàng lệnh, truyền văn võ đao đàn thiên binh văn mã hằng hà kéo xa lệnh, truyền thiên độ vạn cờ vương cô bây giờ, sắc dáng anh linh trước là bảo hộ dân tình người. Thank you.
mới hỏi ý đức ông nghỉ ngủ lão kiệt duyên lành chọn đạo lý quân nghỉ vương đằng người ra đằng giang nghỉ tiệc nghỉ đa vào nghỉ giáng nghị tiệc ta vang một nhà vinh hiền vạn bang yên lành phút sống thầy nghĩ bây dòng gió chuyển trở xa về ngự xuống thiên thai nghĩ có phen cố ngữ lâu đài mày ngài mắt nế phương thực người thần tiên mới có phen lên vạn yên mới kiếp bạc cô trở ra về tức mặc thiên nế trường ngờ ý có giặc phạm nhang mi trong chiều có giặc phạm nhang vương cô vừa cô toàn dẹp mi cho an nước nghe nhà ý nghĩ thạch xa vùi cùng mình đệ nhất tôn quan ni cùng thịnh mời đệ nhất tôn quan ni lai lâm chắc xa nghi đền xuống mi quy nhang một chiền y chín lần soi thâu dạy nghi tâm nghi lòng khải tâu y linh thông thỉnh mơ đệ nhất tôn đông lại lầm mơ chiếu giám đi đền chung ý nghĩ ngữ động người cơ siêu quang minh xuân tàn duyên ngã tinh tâm cung sàng kim cung hoàng tân cần thánh chú thiên dương vương kinh các lắc tân xa ân từ bi bất chúng sinh cùng ngã kim định lễ khai quang và chữ thiên tôn kinh
trên ni thường rơi tôn ni quan ngài giáng thi vâng nghi sắc rời cứu thế độ nhân sắc nghi bàn phong thượng đẳng tôi nghi linh thần khắp hòa trung nam bắc nghi muôn dân nghi đạo nghi cầu khuyên cai ngôi thượng ngàn ni quan đệ nhi quan cai thống chi thiên địa nghi cầm sai đại thần ni đại hạt nắng nôi nghi cơ trời làm đại hạt nắng nôi kiều quán đào phúc một thôi nghi giờ dần đi hàn ba tùy thân lệnh bài sai nhiên sân nước nhiên ầm ầm bình hình bước xa nghìn về giám sát bản đền trước là thu chóc hết tà tình phen đại uy ra trần thế biết tay ngưỡng lên đồng tử cứu dày dương gian cũng đông người đóng hỏi hoan ni dòng nhang khai quang tâm cơ siêu quang minh
súng tàn xuyên ngã tích tăng cung giảm kim phục hoàng thần cận thánh chúa thiên xuống đường. Giặt nửa ghi chim mi gọt y bầy diêu diệt đi non xanh vẳng nghe thác dội mi đầu gành nhạc trống chim miên uốn về mình đi lượn về quanh sĩ vô song vẻ vang mắt phượng sâu rồng dùng kỳ tuân túc huy phong khác thường chốn sơn lâm hùng cường ý vung lĩnh sắc rồng cái ngữ nam thiên phúng tầm vâng mệnh cửu thiên thanh sơn bích động mọi miền để quan cai Phật Như Lai Phật Như Lai pháp kinh tam tạng nhiên công tu sáng sàng như gương ba ngàn thế giới tưởng đương trầm luân về khổ tìm đường lánh xa mượn báo việt cùng thuyền ba nhã vượt sóng về bờ giác tới nơi nón tiên cảnh Phật bầu trời tây phương thế giới mà đón người tiên tu đạo bồ đề công phu tu tập bát nhã ba la mật đa tâm kinh trà vay như bóng theo hình nhân quả bao ứng thực tình khó sai xuân điện đài quý nghi lồng lồng phép thần thông dũng mãnh ai đương ngự trên hắc hồ uy cường
đi bay về xóm con thương đổ người. Phật Như Lai pháp kinh Tam Tạng, hiền công tu sáng dạng như hương, ba ngàn thế giới tự như chấm lẫn bế khổ tìm đường lánh xa. Cõi thiên thai bầu trời cánh bụt, lối thánh vân cao vút mở xa, đôi ngang phố cát vào xa, sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiếng dương. Vang tiếng trống bốn phương sâm đồng, cửa thiên bôn sẽ lồng lồng nghi quan. Tôn Quan Trinh ngự ngai vàng, kiếm chi tam giới ngọc hoàng nghề sắc phong. Bán ni yêu vị quần công giám sát ni quyền quản cai phố cát đùi ngàn nghề. Thanh ngã hồi cùng trịnh giang biên đi doanh ngân sở bắc nghi anh vầng hồng mì sáng sáng nghi nằm mình nghi thái tử đệ tam mi vương tôn thần đi quan thái tử đệ tam hùng binh quán cổ nghi lạnh sang nghi xích đập nghi. Trịnh giang biên ni doanh ngân ni sở nghi bắc nghi nghi hàng ngơ vâng nghi hồng bình sáng khắp ni nghi nam bình con vua thoải quốc động đình. Đệ tam mê thái tử nghi giáng sinh ý nghi nghi để dòng mi nghi sông một chiến nhang tôn về thoại phù vương quan các tòa kiên định là chốn diêm la nghi là chốn diêm la thiên định là chốn diêm la tôn về cho tới vua cha động đình vốn dòng là tức thoại cung mình vọng nhang khai quang tâm cơ siêu quang bình chứng đàn duyên ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng tân cận thánh xưa thiên dung về. Thank you.
xuân thiên khánh hạ nghi ý nhìn yên mở trường sinh yến mở nghi trường sinh bầy ban ban khắp hiên sân đình nhị sân đàn quê tiêu tiêu nhạc vung đệ tam ngoạn bắc du đông thành thơi ngự chiếc thuyền sông ngọc du tam cõi tụng sung nhiều ngựa bên vào lá lam hoa đổ lấy nước vì tuần vương lại được tiên hoa dạo chơi núi đổ sông ngang cầm sau chơi biển na hàng mười ngày lạnh chung triền xéo mây ngược thác nào thác bé lại thác khuẩy nhi khuẩy mẹ khuẩy sung có khi thác tiên anh vũ lại đi xìa vai sông khuây sơn sông khuây sơn nối dài bắc cạn tươi sông gấm làm bạn sông heo truyền cho quân sĩ đua trèo vì chơi bạch hạc xuôi theo lục đồng sông lá lam thượng cầu sông đuống sông thái bình chảy xuống kinh môn sau sông chấn cả càng khôn theo dòng sông cái mà đổ dồn về xuôi tiếng quân reo nói cười sóng xa tiếng chuông cổng lên cả muôn nơi lòng chùa xuống bể lên trời lên rừng xuống suối xa cứ về buồn đạp sóng cồn nước tuôn đi đôi ngả lại về miền sông cả sông thao ngòi lâu ngòi hút ngòi lao tam giang tư thị kế giao ngự về
ơi chỗ nhân đức nghỉ kiều buồn dần và ức nghĩ siêu sinh thành ra hồi cung trói trói sắc rồng vua phong mi trói trói nghĩ sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng mỹ dày vang nghi đem bắc nghi ngân hà cầu đem bắc nghi ngân ni hà liệt hàng tinh đồng nghi bày ra ý nghĩ ngang trời nghỉ mười phương chuyện trên trời dưới đất nghỉ quản ninh thông minh chi đạo phật tích nghinh truyền ban câu đem bắc ngân hà liền hàng kinh sử nghĩ bày xa tinh nghinh ngang trời sư tướng ngài đóng lai độ trì tả sai binh buộc binh tùy hướng sai binh tùy xa đi ầm ầm cờ vàng chân giữa trung tâm mi cờ xanh đem chân phương đông hải ngoài có đơn vị có lệnh bài sai tung bát nhã biến ba lá mật nghi sai nghi cam lộ tẩy đấng nghi kỳ quân đề sinh cửa thiền môn nghi có lớn dốc chi nghi tu nghi hành quản đường nghỉ lục đạo cứu sinh nghỉ độ nghỉ đời các sang nghi
người tu tiên đi được bảy đời qua nghi tu Phật ni chín kiếp ni vẹn là ý mới lên ni đạo thánh hiền quyết tu tiên để giành quả phúc y à lạc muôn sàng tây trúc khó say bùi cùng mình thân đệ tử khấu đâu cùng thủ tiến văn trầu văn đề ngũ tuần nề tránh lấp liệt tung hoành quyền xa nghi lấp liệt tung hoành mình trừ ta sát quỷ nghi nên danh nghi nghi tương tài đấng anh hào ý cổ kim lưng ngờ lấy khắp mọi miền đã dậy thần cơ cửa sông đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập đền thờ cổ đoan ý truyền thiên đội văn thơ tôn khoan bây giờ chắc dáng đàn duyên trước là khám xét bản đền xong ra chu chóc tà tinh phen này làm cho trần thế biết tay ngư lên đồng tử có lớn cứu dày dương gian cứu đâu thời đó được an tuần quan tuần
ngài thượng đích nghi dùng quân rằng tháng hai đàn nhật nghi sinh thần đình 25 tháng năm đến ngày hiền hoa khắp muôn dân đào công nước dẫu càng những công người đông nghi càng đã dẫu mòn cương sáng còn soi trời Nam vang bài tên người đến đây rộng mở đón người, đón người hữu nhân. Cỡ tàu hoa xoay vần sông thác, ngắm thế đời chỉ đâu bạc hổ. Ngập cô sinh hóa ở đời, sinh sao cho đáng nên người mới sinh. Phật hiểu tình giả tay tế độ, quyết lãnh đường có không không. Chữ đề thiên tứ định chung cho người có phúc chứ có công đó mà. Trên bát ngát long xa hổ phục, dưới tám đầu quận phúc châu lên. Lần dần phượng múa đôi bên, hoàn tuần chắc sáng ngự lên công đồng. Sắc văn phong ngài kiếm chi tăng sơi, hãy chóc tà sát quỷ trừ tinh. Quan tuần ngài mạn phép quân linh, quyền ông cai quản binh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, nước nghi rời thủy khí hiện ngang. Tốn quá lớn tuần ngài hiển hách uy quan, ra tay tế độ nhân gian con đường nhờ. Dù thôi lại trở ra đi, cưỡi tước bạch hổ lên dầu thượng ngỡ thiên đình. Thanh xa ngồi cùng mình, tiền thanh thượng ngàn tiếng dân văn. Tiền thanh thượng ngàn đông cuông tuần quan đi xa tàn. Xứng đây trên đàn xó quân dùng đây. Thank you.
chiến ngàn xó quân đi sung cây người khe cá lượn được chim bay về ngang cánh khi nguyệt lặn sao tàn khói xanh bán nguyệt hoàn phán trèo vào gập ghềnh quán thắt lâu nghề cao thập lục ngàn để trông ý nghĩ đi vào
từ bi tâm hòa thiên thành dừng tâm cho thanh đúc triệu lục tung nặng ân nặng ái vỡ dòng sơn trang tình tình hành băng xúc băng sang băng che mắt thương cơn lam xa ngàn có khi dùng ai đi tìm buồn nào thương ấy ai đem cùng sang buồn nào thương ấy ai đem cùng phong sườn núi chiều ta mây trôi thiệu quảng sang to lưng rời một bầu xuân sắc tóc tươi rườm rà đi lên trên ngàn mùa đăng hai hòa trần gian cứ ngỡ là tiến ngã sáng trần vui về họp mặt yên oanh quần chân áo chít càng xanh khoe màu khăn vân đầu quần xuân áo sắt kim thúc mùa là phán phát bơn xuyên có dầu đỏ thắm nam duyên hoa câu cài tóc càng thêm khác thường kim đi tới đâu cỏ đỏ hoa trào đi chơi mách điều sớm chiều cá vàng được sầu sang đời đời đẹp cho trăm họ đời đời sầu sang lộc tài mà đi ban phát cho thế gian nương nhờ người chân mê gian con tiếng Chúa đời đời nguyện không xám đơn sai nhất tâm một lòng hiếu chung bạn đến hôm nay vui an khang đón cháu về đời xin trên ngàn đôi cao sáng lắm đi non tiên trầu xuống xuống nơi trần gian mở đường nhân nghĩa ấm no sau mọi nhà ai tâm tình trầu sách trao gió cho đường ấm no gió buồn gió ban khắp nơi trần gian. Trần gian có biết dù bà tôi anh linh trần gian có biết kiến thánh thượng ngàn tôi chúng con cùng chung sức hòa vang muôn câu ca mừng thì chúng giác lầm mừng thì chúng ngựa đồng thương cho khi nhân tâm cho chứng tâm cho đồng xiết bao niềm vui ca vang đi khắp thế gian sẽ được bình an đi khắp thế gian sẽ được bình an
cuốn sóng công chúa thiên thai, sáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn quyền thai bảo lạc xa ý a. Quyền thai sám sập lục trôi a. Quyền cai sáng mê sập lục ngàn nề châu, chín đã tầng khe suối một bầu tiêu ra chứ dòng trời rừng thế rừng đào ý nghĩa. Dòng trời ngàn quê ngàn đào ngày nước mây gió trăng sao lưng lờ đội non buồm vai quầy lặng hoa ý a. Nghìn thanh giá hồi cùng tướng phủ tùy tùng khấm sai, tướng phủ tùy tùng chiêu dung công chúa ngự đồng bị cứu dân địch. Thank you.
trong ngãi thân ngoài thời ngãi dương, nương ý nghĩ rời độ lượng ý nghĩ bao dòng diện hoa tươi tốt má hồng hồng gồm lo mi tứ đức nghi tam tòng mình ý vẻ vang ý nghĩ làm luyện sông nhang dù vì đồng làm luyện sông nhang dâng lên tam bảo chín mười phương độ trì dâng nhang cần phải từ bi tám tòa thiên thanh nghi xuất tâm cho danh đồng mình thập nhị tiên nàng lệnh sai thập nhị tiên nàng căn điều ao thắm dịu dàng bước ra cô cả dâng bông dâng hoa cô đôi nhan sắc hết ta ưa nhìn nịnh dòng nhan thập kỳ diệu quang khai chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương càng lăng tần xa âm từ bi bậc chúng sinh cùng ngã kim đình lễ khai quang phản chiếu đàn duyên nịnh đang nghe trăm hoa nở ý nghĩ đích mi đến tài mi tiên đứng mi bồng mi đài ý nghĩ ngang ra sông quan thai vào tô ra sông quan thai đã xong hiện đức lại ngoài tôi linh điện đình thì cá ngâm mấy chầu trực tí ghê sư bộ tiên nàng mi đau nức mi dâng nghe huy tí lại trở xa về chầu thôi lại trở xa về khi xa thiên bản lúc về đôi ngang nhà vàng chiếc lân mi dần mi phượng mua mi nhà vàng thì tổng bộ mi chung mi sắp mi hàng đôi nghe bên để nghe bỏ phèn lên thanh sơn tư thủy hoa phép màu lục chỉ thần thông coi sóc đền rồng vào xa đi điều thời phụng mệnh hoàng thiên ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần đi xa châu giá giao nguy sát quỷ mi chư nghi ta mi giao uy sát quỷ mi chư ta chiếu ta tiếp mi lộc gần xa mi cho đông mi khâm sai tư phủ thủy nghi tòng mi nghi
sai tứ phủ tùy đồng chiêu dung công xuống ngự đồng y kiêu dân sống nghĩa nghĩa thân nghĩa thân y lại ngoài ý nghĩa dưỡng lại ngoài y nghĩa dưỡng y dòng nghĩa thân ý ngoài tới kia dưỡng đường quy trời độ lượng bao dung nên mặt hoa đêm mặt hoa tươi tốt mà hồng bình ý dơm ra tóc phùng vẫn đi ngang lưng ngọc mà phấn đi xem đi càng nghĩ tốt tươi hé ngã miệng nghe cười miệng cười đi trăm hoa đi nghĩ đua nở trăm hoa đi đua nở miệng cười y trăm hoa y đua nở đám đến tàn tiên nữ bồng ngơ lai vào thâu ra dòng thì khoan thì thai bà vào thâu ra dòng khoan thai đã trong hiền đứng lại quả y tôi linh chốn ơi á điện đình điện đình y cá ngâm y nghi chầu trực cá ngâm y chầu trực ngực y lại trở xa về châu thôi lại trở xa về khi xa thiên bản lúc về đồi ngàn thanh ra hồi cùng về ngã chín tư bắc giang nghi về ngã chín tư lục cung yên thanh nghi có bốn chữ vàng nghi châu phi bóng treo leo thì lũng trồ giống nghĩ đổ ngoặt ngoèo ý nghĩ sông thấp thoáng cuối cành nghìn
khanh. Thiền ai hai thuốc bập đi bệnh sông mơ thương. Điều điều xa tiên nương tha thước nhịp nhịp trèo. Mưa nước lòng lanh rừng xanh nghe xanh nghe núi xanh ngờ xanh ngờ ý nghĩ nghĩ nào. Tuyền ai hái thuốc dập dành sông thương. Điều điều sáng tiên nương tha thước nhịp nhịp trèo. Cuồng nước long lanh rừng xanh nghìn xanh núi xanh xanh. Xanh xanh nghi mây xanh anh bóng sông thành lùn nắng. Cảnh đặt bầy long dồ hổ phục vì mê sâu lộng giáng sinh. Trước là vẫn lệnh viên đình sau là phà thế sinh linh coi chân. Xong
đằng ngài thấp thoáng trong lầu, song đằng tin chú đang muốn ông mẫu vương soi cho quốc vũ dân cường, soi trong Nam Việt bốn phương đại hòa, anh đức tin sáng tỏ gần xa, soi cho non nước nở hóa bốn mùa. Buộc sóng đăng, sóng đăng chùa buộc sinh tận là sinh, những sóng tiếng sau bắt đầu ngân hà. Bảy tiên tiền là tin canh, hai tài hai lộc hai công danh cho đồng mình. Này đây hoa huệ hoa hồng, hoa quỳnh hoa quê, hoa móng rồng hướng xưa, hoa hải đường thượng dược thiên sư, hoa hồng bốn hoa trinh nữ hoa mai, hoa mơ hoa mận hoa nhã. Sáng ngân đi non tiên rổ xuống xuống nơi trần gian, mở đường nhân nghĩa ấm no cho mọi nhà, ai tâm thành trổ sách trao gió cho đường ấm no, gió buồn cho mang khắp nơi trần gian. Trần gian có biết rổ lục ngàn tôi linh nghịt, trần gian có biết rổ lục ngàn tôi. Đã bước tới đâu sẽ mầm nhân nghĩa bắc dịp cầu vinh hoa, đẹp như sao bắt đầu ngân hà ý nghĩ à. Con nghe xa xa kia xa ấy chân như hoa, giống như nắng tiên nữ hái hoa trên ngàn xa, đường lên ngàn cao phúc bao chim rừng cao hát phép mòn, đời che nắng gió xeo tình tăng đôi sức bước bước hoàng thai nhẹ nhàng, mắt long lanh mũi như hoa xa trong như ngọc ngà, rồi nước biếc bay như bay loáng sáng đi về đây. Đôi 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 bao xa lên ngàn số hai bông hoa, hai hoa mang về đến đây biết bao nhiêu thành công, xưa mong ba khen biết bao tay đỡ từ mong ban thế. Nhạc vang lừng chim hót như lô, tung cánh bay nhất nhớ chào đón, mừng trở về nắng phúc trước tâm, độ cho người đồng nhân nhất tâm, độ cho đồng nhân nhất tâm. Lòng tài dù mới tan ra, bước tương vui ngọc đi đã tháng ngày, mang cho tiền tốt lụa dày, tốt lụa cho nhiều hơn năm qua năm xưa, thành được con nhạc khói. Tài tiên tiền là pin cành nghề, cái tài lộc thái công danh cho đồng, hai trăm loa đem về miền sông mông, đồ cho người trận đấu can đảm.
với bạn ra bốn phương hội họp ném qua đền này. Anh lên tới xin tứ chỗ phù hỏi thăm đền niệm số lục nơi bao hỏi ra đền lục mà vào trên đền chỗ ngự thấp cao mấy tầng đêm thơ lập ở giữa rừng chim kêu vượt hót vang lừng sớm hôm đền thơ suối lục vắt ngang ý sang công đồng đền thờ hoa quả xanh vương lăng la dù quẩy nơi ruộng vô qua tức thời để tới ý a ý a làm quan ninh ý nghĩ trong chiều.
lễ bái thỉnh kiều nghi thành tâm lễ bái thỉnh kiều dân quỳ phải kiều nghi trước sau nghi trình bày xe loan sáng cự về đây hồng vân sáng tỏ nghi thần mây nghi nghi cử trùng nghi nghi làm lễ dâng nhang dâng lên cho tới tòa vàng trong cung dâng nhang trước cửa công đồng dòng nhang thập kỳ diệu quang khai chứng đạn duyên ngã tích tăng cúng dàng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung bương ca lăng tầm giá ân từ bi lân bận chúng sinh cố ngại kim đỉnh lễ dòng nhan cập và chiêu châu về chứng đền chung đại khai trí kinh minh như nhật thước phá phi trần thế giới chung nhất niệm nghiệp nhiên siêu bánh đức thiên tài vạn vật tổng giai thông giác đền chung châu về chứng giác đền chung độ cho đệ tử thanh thông thọ trường độ cho dũng mạnh đôi đường thơ ngâm đủ bốn câu rồi xin châu vào hộ cho tiểu tôi đi an lòng chậu nước trong xin châu nghe tẩy diệt vương nhiễu điều thì còn vẽ niềm mi phong sang hối châu và đại xa mới cho đông nghỉ sám hối châu đại xá cho đồng kẻo đông nhầm nghi lỗi kẻo con dại ngây và chúa tiên chúa tiên khéo miệng nghề khéo tay nghề Hãy
Chúa Tiên khéo miệng khéo tay miệng thời, tông đôi tay mày bóc rộng hàn hai. Hàn hai theo mộng nghi vô cùng nghi nghi nghi. Hắn hài theo mẫu vô cùng dệt tâm lý vóc dòng tiền đức y vua cha Lộc Gần. Lộc Gần cho trí Lộc Nghìn mẹ xa ý nghi. Lộc Gần cho trí Lộc nghề xa bốn phương phẳng lặng đem qua đi đến này chầu ban cho. Ban cho đồng tiền tốt đi lụa nghề dày nghề. Tiền thì tốt thì nụ cười dày bổng lộc cho lắm chứ về đây cho nhiều ý nghĩ. Theo mẫu về trời chứ nghiên xưa trâu theo mẫu về trời. Anh linh xuất hiện núi đồi thanh hoa thì thanh xa